Kênh Nhà Đất Việt Nam xin chào cô chú anh chị. Bây giờ Tấn đang trên đường tỉnh lộ 788, cái hướng từ thành phố Tây Ninh đi lên tới chợ Phước Vinh, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh nè cô chú anh chị. Đây chợ Phước Vinh. Bây giờ Tấn sẽ quay cái miếng đất diện tích đẹp, chiều ngang tới 9m và chiều dài tới 53m. Đây bách quá xanh rồi nè. Ngay khúc này là trung tâm của xã nha, kinh doanh buôn bán nhiều. Cái đường này là tỉnh lộ 788 nha cô chú anh chị. Cái khúc này á, cửa hàng vật liệu xây dựng, cây xăng, tiệm vàng nhiều lắm. Nói chung là tiện ích đầy đủ nha. Đây bên trái là cây xăng Petrolimex, có cái hội chợ nè. Thì ngay phía trước mặt cô chú anh chị sẽ thấy cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Ngay đó là ủy ban xã, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2. Đó là ngay phía trước nha. Còn bây giờ cái đường vô đất là ngay tiệm vàng Kim Phát này cô chú anh chị. Cái tiệm vàng rất là bự nè. Đó là cái đường nhựa, mình sẽ quẹo vô cặp bên hông của tiệm vàng nha. Còn chạy xích tới là ngã tư đèn xanh đèn đỏ ủy ban xã nha. Rồi quẹo vô đây. Thì đây chạy vô tới đất á là cỡ chừng 800m nha cô chú anh chị. Vừa hết cái khúc đường nhựa này là sẽ tới đất nha. Miếng đất này có diện tích 9 x 53, tổng diện tích là 476,5m2 và có giá bán 650 triệu, sổ hồng ngay chủ, không có qua môi giới trung gian. Cô chú anh chị muốn mua đất là liên hệ anh Việt. Từ thành phố Tây Ninh lên tới đây 20 cây, ở đây đi núi Bà Đen chắc cỡ khoảng 30 cây nha. Vị trí Google Map của đất Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả. Nhà cửa dân cư, cái đường đi vô đất thì cô chú anh chị coi thực tế trên màn hình luôn nha. Tấn sẽ quay thực tế chi tiết rõ ràng gửi thông tin đến cho cô chú anh chị. Chút nữa Tấn quay sổ hồng, trong clip là sẽ có đầy đủ thông tin hết nha. Đây nhà cửa dân cư nè, đường có đèn đường nha cô chú anh chị. Cái đường nhựa này lộ giới chắc cũng cỡ 20-30m đó. Khoảng chừng 100m nữa thôi, mình vừa cua sang trái cái là tới đất nha. Uống tóc Phương Oanh nè. Rồi cô chú anh chị coi, cái khúc này là hết đường nhựa nè cô chú anh chị. Đó, nhà cửa dân cư nãy giờ chúng ta thấy khá là đông luôn nha. Thì vừa hết đường nhựa nè, mình cua sang trái nè, là cái miếng đất đang cần bán bên tay phải. Cái đường mặt tiền của đường đất, cái đường mặt tiền của đất nè là nó thông nha. Nó thông ra ngoài đường nhựa bự, ngoài cặp bên hông ủy ban xã đó. Đây lô đất đang cần bán nha. Đây cô chú anh chị ơi, Tấn đang đứng ngay ngã ba kế bên vị trí của miếng đất đang cần bán. Miếng đất là bên đây nha. Thì từ ở ngoài tỉnh lộ 788, ở ngoài chợ Phước Vinh, chạy vô tới đây nè là khoảng 800m, là ngay cái ngã ba vừa hết đường nhựa luôn nha. Đường nhựa tới đây là hết nè. Bên đây là đường đất nè. Quẹo qua đây cũng là đường đất nè. Đó thì cái miếng đất đang cần bán là phía bên đây nha cô chú anh chị. Đất này á, là hướng nam, chiều ngang 9m và chiều dài tới 53m. Tổng diện tích là 476,5m2 á. Hiện tại đất cây hàng năm khác. Chỗ này á là lên được 100% thổ cư luôn nha. Thì bây giờ anh Việt chủ đất bán với giá là 650 triệu. Tấn thấy với cái diện tích này á, nếu chúng ta lên thổ cư xây nhà là có thể xây được 2 căn luôn. Tại vì chiều ngang tới 9m lận. Còn nếu xây nhà bự ha, là có thể xây nhà máy thái hay nhà chữ L sân vườn á. Tổng diện tích là gần 500m2 lận mà. Hướng nam xây nhà thì mát mẻ cả ngày. Và cái đường ở trước đất nè, hiện tại là đường đất khá là rộng nha. Đường này đường thông, mình đi qua hướng này có 250m thôi là anh thông ra đường nhựa bự. Cái đường nhựa ngay chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ ủy ban xã đó là chạy vô đây nè. Đó, đây đi qua 200m là đường nhựa. Còn cái miếng đất thì cô chú anh chị thấy là sát bên đường nhựa luôn.
Đây, cái đường nãy giờ mình đi nè cô chú anh chị. Đó, tỉnh lộ V88, chợ Bách Hóa Xanh, rồi tiệm vàng đồ lúc nãy là ngoài đó nha. Từ ngoài chạy vô tới ngã ba cuối đường nhựa nè, vừa quẹo trái qua là tới miếng đất đang cần bán ha, là cặp bên hông của cái nhà này nha. Đó, vừa hết mí đường nhựa luôn nè cô chú anh chị. Đường mặt tiền ở trước đất khá là rộng. Đi ra cái hướng này 250m nè là ra đường nhựa bự nha. Đó, xe cộ chạy ngoài đó đó. Thì cô chú anh chị thấy á, đường điện nhà nước là đi phía bên đối diện. Đó, có đèn đường luôn nè. Cho nên là bên vị trí của cái miếng đất đang cần bán nè, không có vướng dây điện trụ điện gì hết. Đây, cái miếng đất đẹp lắm nè cô chú anh chị. Nền đất cao ráo bằng phẳng, có cắm trụ ranh giới nha. Đây, từ cây trụ xi măng này ngang qua tới cái trụ xi măng bên đây là đúng 9m. Đầu chính đuôi chính và chiều dài là đúng 53m nha. Trên đất là có một cây điều nè. Đó, cây điều này là nằm bên diện tích của miếng đất đang cần bán luôn nha. Cây điều này cái tán nó khá là rộng luôn nè. Ở bên đây là còn một lô nữa là của hàng xóm nha cô chú anh chị. Đó, còn lô đất đang cần bán thì bên đây thì khá là rộng và cao ráo bằng phẳng sạch đẹp. Chỗ này Tấn thấy cô chú anh chị làm cái nhà vườn á là rộng rãi. Còn nếu xây nhà nhỏ nhỏ xây được 2 căn ha. Hướng nam nha. Hiện tại á, là đất cây hàng năm khác. Xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch thì khu này là full màu hồng, lên được 100% thổ cư. Đó, ở sau ta cũng làm nhà vườn nè, ở sau trồng nguyên cái vườn dừa luôn nè. Ở đây chúng ta thấy là không khí mát mẻ nha cô chú anh chị. Nhiều cây xanh mát mẻ trong lành nha. Ở sau thì có sẵn cái hàng rào B40 của hàng xóm ta làm đây nè. Đó, rất là dài luôn. Đất sạch đẹp nha cô chú anh chị. Từ trong nhìn ra nè. Cái cây điều ở trước nhìn cái dáng nó cũng rất là đẹp luôn nha. Cây điều là nằm trên cái miếng đất đang cần bán luôn. Có cấm trụ ranh giới rõ ràng ha. Từ trong nhìn ra nè, thì cô chú anh chị thấy là cây xanh rồi rất là nhiều luôn, mát mẻ. Đối diện là nguyên cái vườn dừa luôn kìa cô chú anh chị. Đây, ngay ngã ba đường nhựa chỗ Tấn đậu xe nè. Đường điện nhà nước thì đi phía bên đối diện, cho nên là bên mặt tiền của miếng đất đang cần bán là không có vướng dây điện trụ điện gì hết. Đây, để Tấn zoom lên cho cô chú anh chị coi, có 250m thôi là cái đường nhựa bự nha. Đó, xe người ta đang chạy ngoài đó đó. Cái đường ngoài đó là cặp bên hông của ủy ban xã đó cô chú anh chị. Đây, nhà cửa hàng xóm nè. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Đó, kế bên ngã ba đường nhựa. Tấn thấy miếng đất đá này đẹp nha cô chú anh chị. Sổ hồng ngay chủ, cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ anh Việt. Muốn thương lượng giá cả gì đó thì alo trực tiếp cho anh Việt luôn nha. Rồi, bây giờ Tấn quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi. Đây là tờ sổ hồng của cái miếng đất đang cần bán nha. Nhìn cái sơ đồ đẹp lắm nè cô chú anh chị ơi. Đất này hướng nam, mặt tiền đường đất nè, chiều ngang là đúng 9m. Ở trước 9, ở sau 9 và hai cạnh chiều dài á là bằng 53m ha. Đó, nhìn sơ đồ quá đẹp luôn, xây nhà vườn là tuyệt vời ha. Thửa đất số 518 tờ bản đồ số 34. Địa chỉ ấp 3, xã Phước Dinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 476,5 m². Thì trên sổ hiện tại là đất
cây hàng năm khác. Xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch thì chỗ này là full màu hồng, lên 100% thổ cư, xây nhà thoải mái nha cô chú anh chị. Sát bên đường nhựa luôn, giao thông là thuận tiện rồi đó. Thì cái chỗ này, nãy đầu video clip cô chú anh chị đã thấy chợ nè, bách hóa xanh, rồi tiệm vàng, cây xăng, nhà thuốc tây rồi đó, là cách có mấy trăm mét thôi. Cách chợ chắc khoảng 1,2 cây số ha. Rồi cách ủy ban xã, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2 là cũng khoảng chừng vài trăm mét tới cây số nha cô chú anh chị. Từ thành phố Tây Ninh lên tới đây á là đúng 20 cây, còn từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là 105 cây. Chỗ này cách tòa thánh cầu đài Tây Ninh á 25 cây, cách núi Bà Đen là khoảng 30 cây nha. Đất cao ráo bằng phẳng sạch đẹp nè. Giá bán 650 triệu. Bây giờ Tấn đọc số điện thoại của anh Việt chủ đất để cô chú anh chị liên hệ nha. 0902 686 371. 0902 686 371. 0902 686 371 gặp anh Việt. Đây, trên cái bảng thông tin bán đất là số điện thoại của anh Việt luôn nè. 9x53 nè. Rồi Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps để trong phần mô tả nha. Để Tấn quay ra đường tỉnh lộ B88 á. Quay thêm cho cô chú anh chị coi ủy ban xã với lại trường học đồng ngoài đó nha. Nếu mà chạy thẳng ra đường này cũng được nè cô chú anh chị. Là ngay bên hông của ủy ban xã ra ngay đèn đỏ trung tâm nè. Từ ở trong đất Tấn quay ngược ra cái đường nhựa và ra lại đường tỉnh lộ B88 nha cô chú anh chị. Thì cái nhà lầu bự này chính là cái tiệm vàng Kim Phát ở đầu đường vô nè. Đây, đường tỉnh lộ B88 nằm ngang ha. Đó, bên trái là chợ Bách Hóa Xanh đó. Còn quẹo phải là ngã tư đèn xanh đèn đỏ, ủy ban xã nè. Giờ xe đưa rước công nhân đang chở anh chị em công nhân ở những khu công nghiệp như là Việt Nam Một Bài hay là khu công nghiệp Phước Đông là chạy về tới đây nha cô chú anh chị. Có xe đưa rước công nhân chở đi mấy khu công nghiệp lớn ở Tây Ninh luôn nha. Hai ngã tư đèn xanh đèn đỏ trung tâm của xã Phước Vinh. Kinh doanh buôn bán quá chừng luôn. Bên phải là có cây xăng Quân Đội nè. Ủy ban xã là bên phải luôn, ngay phía trước mặt ha. Còn bên tay trái là trường tiểu học với trường cấp 2. Trường mẫu giáo là quẹo phải ngay ngã tư này nha cô chú anh chị. Vừa quẹo qua là có trường mẫu giáo. Nếu đi thẳng cái hướng này á là sẽ lên xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, rồi lên vườn quốc gia là Gò Sa Mát nha. Đây thì cái đường quẹo phải là quay trở lại miếng đất đang cần bán. Đó, bên trái là trường cấp 1, cấp 2. Đây là ủy ban xã nè. Quẹo qua đây á, là trường mẫu giáo đây nè. Đây, trường mẫu giáo bên phải nè cô chú anh chị. Thì để Tấn chạy tới cái đường vô đất luôn cho cô chú anh chị coi nha. Bên trái là nhà văn hóa nè. Là cái đường mặt tiền của đất là anh thông ra đường này. Cách đường này là khoảng 250m thôi. Cái đường này á, tương lai sẽ là cái đường tỉnh lộ 788B. Và tương lai xa hơn nữa, nhà nước sẽ nâng cấp lên thành quốc lộ 14C. Cái đường ở trước đất là đường thông, cho nên là đi vô hai hướng đều được nha. Đi hướng này vô cũng được, hay là đi cái hướng lúc nãy Tấn quay vô cũng được. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps để trong phần mô tả đó. Cô chú anh chị muốn vô hướng nào thì vô nha. Quán cơm, hủ tiếu đây nè. Rồi, ngay cái ngã rẽ này nè cô chú anh chị. Quẹo phải chính là đường mặt tiền của đất nè. Đó, đi thẳng cái hướng này là cũng về xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên luôn. Còn đây chính là đường mặt tiền của đất á.
nãy mình là phía bên kia, còn giờ mình đầu đường bên đây chạy vô ha. Đó, nhà cửa khúc bên đây thì cũng khá là đông nè. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Nãy giờ chúng ta chạy giống như cái vòng tròn luôn rồi đó cô chú anh chị ơi. Đây cái lô đất đang chào bán là ngay cái đèo nè. Đây nãy giờ mình chạy vòng tròn luôn rồi ha. Đây đường nhựa kế bên đất đây đó, Tấn quay chi tiết rõ ràng cho cô chú anh chị coi. Nên cô chú anh chị muốn mua đất thì cứ alo trực tiếp cho anh Việt nha, thông tin đã có đầy đủ rồi. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây nha. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.